Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay Sông Nước Miền Tây giới thiệu cho các bạn về một cái thị trấn ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, đó là thị trấn Cái Dầu. Bây giờ mời cô chú anh chị đồng hành cùng Sông Nước Miền Tây. Xin cảm ơn rất nhiều. Các bạn nhìn thấy những cái tuyến đường quốc lộ 91 này là những tuyến đường chính của thị trấn Cái Dầu đi vào thành phố Châu Đốc, từ Long Xuyên đi lên các bạn. Thì đi vào khu vực này thì các bạn nhìn thấy hiện bây giờ ở hai bên đường thì có Thế Giới Di Động và Bách Hóa Xanh. Chuỗi này là một tập đoàn liên kết rộng rãi bán trên khắp cả nước các bạn. Hiện nay mình đi đâu thì mình cũng thấy chuỗi Thế Giới Di Động và Bách Hóa Xanh được rải khắp mọi nơi trên cả nước. Đây là hình ảnh của thị trấn Cái Dầu, bây giờ ngày càng phát triển và sum túc hơn các bạn. Đây là những cái cổng chào rất là đẹp các bạn. Ở đây thì cũng có một ngôi chùa đó các bạn, ở gần khu vực này. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem về cái sự thay đổi từng ngày của thị trấn Cái Dầu của huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ngày sau thì các bạn cũng nhìn thấy ở khu vực này thì ngày càng sung túc. Phía trước mình là một cái anh chở một cây mai các bạn, quá đẹp nha. Đây các bạn nhìn thấy khu vực này rất là đông đúc bà con mua bán dọc bên hai bên đường các bạn. Đường này thì cách thành phố Châu Đốc khoảng vài chục km để tới các bạn. Đây, phía trước mình đây là một cái ngôi chùa của thị trấn Cái Dầu các bạn. Đây, bên tay trái mình. Các bạn nhìn thấy hiện bây giờ thì khu vực này rất là đông bà con đi lại ở khu vực này các bạn. Thì tuyến đường này là đi vào thành phố Châu Đốc rất là gần, cho nên thị trấn Cái Dầu là con đường này là con đường chính đó các bạn, để đi về các thành phố lớn như Long Xuyên hay Châu Đốc hay Chi Tôn thì cũng phải đi qua tuyến đường này. Rồi các bạn nhìn thấy hồi nãy giờ là khúc đầu vào cũng thấy Bách Hóa Xanh và Thế Giới Di Động. Và khu vực này cũng là khu vực trong cái dân cư ra các bạn. Và ở này cũng có một cái cửa hàng Bách Hóa Xanh và cái Thế Giới Di Động nó đặt để trên một cái thị trấn Cái Dầu, một đoạn rất gần tới chuỗi tập đoàn của Thế Giới Di Động và Bách Hóa Xanh, nó đặt rất là gần với nhau các bạn. Đó là nhiều ở trên khắp mọi miền. Xe gắn máy đó các bạn.
từ thị trấn Cái Dầu ngày trước thì không phát triển, bây giờ các bạn nhìn thấy nó sự thay đổi rất rõ rệt các bạn. Những cái nhà tường cao cửa rộng rất là đẹp, được thay đổi diện mạo mới của thị trấn Cái Dầu ngày nay, của huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Đây các bạn nhìn thấy bên tay phải mình là cái khu thương mại của cái này công ty các bạn. Cái này khu thương mại các bạn. Và thương mại phía trong các bạn đi thẳng vào bên tay phải, mình đi chạy vào trong khu thương mại. Hôm nay thì mình giới thiệu cho cô chú anh chị các bạn về cái tuyến đường phía ngoài này, quốc lộ 91. Về những cái phong cảnh bà con mình phát triển và kinh tế nó cũng được phồn vinh hơn. Giới thiệu cho các khu vực ngoài, không có đi vào các khu thương mại. Các bạn nhìn thấy bây giờ ở giờ trưa thì bà con di chuyển ở con trên tuyến đường này rất là đông, do có lưu lượng xe về các tỉnh như thành phố hay Long Xuyên hay là của Châu Đốc, Y Tôn, Tịnh Biên, Vân Vân. Thì tuyến đường này tuyến đường chính của thị trấn Cái Dầu. Rồi bây giờ Sông Nước Miền Tây cũng xin cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã đồng hành cùng Sông Nước Miền Tây đi dạo thị trấn Cái Dầu năm 2021. Và xin chúc cô chú, anh chị một ngày mới vui vẻ và hãy nhớ đón xem những video mới nhất của Sông Nước Miền Tây. Và cô chú, anh chị nào chưa có đăng ký kênh, hãy nhớ đăng ký và ủng hộ cho mình và chia sẻ và nhớ nhấn nút chuông để cho những video mới nhất của mình nha. Xin bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những video sau của Sông Nước Miền Tây. Bye bye.